Linh xin mến chào lại cả nhà nha. Hôm nay thì ba mẹ con đi vô Costco để đi mua ít đồ chuẩn bị cho Tết tới rồi. Linh tranh thủ mua trước, sợ đến cận ngày Tết thì lu bu với lại đông quá đó. Thì hôm nay Linh ghé cái chợ Costco ở Monterey, ở Seaside để đi mua đồ. Để Linh coi có cái gì lạ lạ không. Nó có cây gì đây nè? Dạ. Cái này cây trái gì con? Almond hả? Cái này cây almond. Hôm nay trong chợ Costco nó bán almond này nè cả nhà ơi. Almond đây. Cũng hiếm có lắm. Lâu lâu nó có bán ở đây. Almond, cái này trồng rất lâu lắm á, trồng cũng cả 5 năm trời coi ha. Nhỏ xíu à. Ấm tanh, ấm teo. Đây nữa nè con, cái này cái gì? Hạt dẻ cười hả? Cái loại almond khác. Almond khác hả? Cái này almond. Vẫn còn almond. Nó cũng là nó có nhiều loại ha. Nè hai loại hả con? Nè. Cái hạt dẻ cười vậy đó, almond hả? Hè, lê, lê này trồng cả. Hè, thiên lê này lê của Hàn Quốc. Của Asian đó con. Của Asian đó. Vì không còn chỗ trồng nữa. Nó sao mới nè. Wow. Is it heated? Giá nhiêu ta? Khác nữa hả? Cái này 700 mấy nè. Costco thì nó bán, nó trưng bày những cái máy mới nè cả nhà. Chiếc xe đạp để tập thể dục. Cái giá là 799. Kiếm gì? Có gì con? Kiếm gì đi cần thiết thì má mới mua cho. Protein này hả? Mà hôm nay vắng nè, đi thứ hai vắng cũng đỡ một chút, không có chen chút. Long, con mua cái loại blood á. Con, cái loại blood cho đây đi. Blood thì có nhiều đỡ hơn. Phải không? Hả? Number one đi. Quỳnh đâu rồi, lấy xe qua đây. Em đâu? Nhớ nha con. Xe bên kia, xe bên kia. Number one hả? À. Con ơi, cái gì đó? Mua gì? Đó gì? Ok. Makeup. Rồi đi qua đi mua đồ cái chai nước mà nước gừng. Gần với nghệ nằm ở chỗ đông lạnh á, cái chỗ cái frozen á, quên cái chỗ tủ lạnh á, cái tủ lạnh là hướng nào, tủ cái dưới con mày dán que ha. Never have a rice skin again. Wow, mỹ phẩm ở trong đây nữa hả? Hết cửa bán mỹ phẩm nữa. Xuống đây. Cái anh đi lại con đấy. Trốn quá. Xíu xíu nữa anh đẩy lộn xe người ta xong cái anh đi lại con tay không xong rồi học cấp tới đâu. Xong oh my god. Bỏ vô xe mà. Xong cái anh nói thôi không đi lấy từ xe người ta ra đó. Trời ơi ngại quá. Thì ông xã Linh đó, rất là thích uống cái loại này nè cả nhà. Cái loại này thì nó có gừng nè với lại nghệ. Nè con lấy cho đây đi con. Thích lắm luôn á. Gừng với nghệ nè. Con lấy nguyên lốc bao nhiêu? 11 đồng hả? Cũng đang giảm đó, đang giảm giá đó. Con mua cho đây đi mấy hộp đi con. 6 đi con. Thêm hộp đi. Một hộp có 10 cái uống được 10 ngày. Rồi cái loại này uống tăng sức đề kháng cao đó cả nhà. 12 đồng phải không? Uống không? Để biết kombucha là gì phải không? Ừ. Uống không?
ở bên đây. Xuống mua trái cây, xuống mua thịt. Mấy cái kiwi hả? Mới lựa nhìn cái loại vàng phải không? Loại nhỏ hả? Được á, loại vàng được. Chuối, chuối trong Costco nó bán ngon mà nó hơi nhiều, hơi bự, mình ăn không kịp á thì nó sẽ dễ bị đen thôi. Mình lần đi lần khó, không mua đại đi này ha. Kiwi được phải không? Đấy, hai hộp đấy con. Raspberry. Cái này rất là tốt nè, để dành ăn ăn sáng. Ngọt không? I think it is like Rainer cherry. Rainer cherry. Ngọt không? Anh tưởng nó là trái cherry. Không phải con. Cái này cái hộp nó giống trái cherry. Lấy hộp thôi. Rồi qua đây em mua rau. Cherry là của Việt Nam mình á, không phải anh hai. Trai Hàn Quốc đi chợ. Đúng không? Trái Hàn Quốc đi chợ kìa. Thì chỗ này thịt bò. Xương bò. Tuna thì nhà Linh có. Không có sea bass hả con? Gà nướng bên kia là gì vậy? Không có sea bass. $24. Một hộp. Trái Hàn Quốc. Đẩy xe nha. Đẩy xe. Cái mặt cái áo này giống Hàn Quốc không? Trong phim Hàn Quốc á. Rồi đi mua con, đi đi lựa cái bánh răng đi con. Thẳng lên. Đây không có gì hết á. Chỗ này bán đồ máy móc. Máy in mấy đồ đó. Lên phía trước. Remind me to research what camp, yeah? After I get my mua đồ sẵn cho đem theo để mà xài. Xuống dưới thì mướn nhà ở cũng là cần những cái thứ mà dụng cụ trong nhà đó, cả nhà. Vệ sinh cá nhân đó thì Linh hay mua, đợt nào về cũng mua cho đem theo. Cái loại đó là gì? Cái bánh răng hả? Nó có nhiều loại hả con? Xà bông tắm không? Xà bông tắm. Ừ. Sữa bông tắm không? Rồi thì hôm nay đi chợ mua được nhiêu đó. Chuẩn bị Tết. Mua sẵn. Không có hoa cả nhà ơi. Tại vì cái chỗ này Linh ở nó hơi hiếm người Việt Nam. Họ không có bán hoa mà hoa cúc với lại hoa nhân thọ.
như những cái chợ Costco ở khu người Việt, thì chỉ mua những thứ cần thiết trong gia đình thôi. Đó. Xung quanh đây thì là đa số là Mỹ, người Mỹ nhiều, với lại người Mỹ. Chợ hôm nay cũng vắng que hả? Đến khu người Việt thì vô trong chợ, thậm chí là cái người cashier cũng là người Việt Nam luôn. Ở đây thì Mỹ không à. Chỉ có mua rau, trái cây với thịt ít thôi mà cái giá hơn 400 luôn. Mắc gì phải không? Dạ, giá lên lắm luôn rồi đó. Giá lên lắm luôn phải không? Thiệt. Cho nên bây giờ đi chợ là thấy nó khác liền như hồi xưa. Mua cũng mua như vậy mà cái giá thì nó nhiều hơn. Đó. Anyway thôi thì xin tạm dừng cái video đây nha cả nhà. Lên chúc cho cả nhà luôn luôn có nhiều niềm vui. Vậy bây giờ mẹ con đi về nhà nấu ăn. Trai Hàn Quốc. Mở đâu con? Bên đây. Giống như là Quỳnh. Hàn Quốc ơi.